Hello teacher. Hello các bạn, chúng ta vào học luôn nha. Alo các bạn, các bạn khác vẫn chưa vào nhỉ? Vào muộn vậy ta?
cô kiểm tra bài cũ đi cô. Quá à, nhớ nó không? Nhớ bài cũ là bài gì không? Mình nhớ không? Thử nói cô nghe nào. Thử nói cô nghe nào. Mình nhớ không? Mình kêu cô kiểm tra bài cũ, mình nhớ, mình nói cô nghe nào. Con không biết cái bài cũ là gì. Ơi. Mình nói sao? Con không nhớ. Không nhìn thấy gì. Con cũng không nhìn thấy gì. Ơi nhưng mà các bạn nghe cô nói rõ không? Có ạ. Ok, ok rồi, nghe nói được là được. Đợi tí rồi cô share lại cho nhá. Cô đang tết dở cái tóc. Đợi tí cô share lại cho. Chắc là đến 8 giờ 5 các bạn không vào thì cô vẫn cứ dạy nha các bạn. Bởi vì là dạo này vào lớp khá là muộn đúng không? Thế thì đến 8 giờ 5 cô cứ dạy nhá. Các bạn vào muộn thì các bạn bắt bài, được chưa? Để cô share lại màn hình nha. À các bạn thấy màn hình đen thui đúng không? Đó, yes. Hết đen nha. Hết đen nha. Hết đen chưa? Đấy, cô ạ. Ok. 8 giờ 5 phút là còn 1 phút nữa thì chúng ta cứ học thôi nha. Cứ học thôi. Giờ 5 phút mất rồi. Các bạn kia đúng là vào muộn thật đấy nhỉ. Còn ai nữa ta? Nhật Huy, Khánh Huyền, Minh Châu. Nhật Huy với Khánh Huyền thì lâu rồi không vào đúng không? Thôi được, mình học nhá. Minh Châu dạo này vào muộn. Chịu thôi. Nhá, học nhá. Nào, bây giờ các bạn, đầu tiên là chúng ta hôm bữa chúng ta học đến học hết lesson 4 đúng không? Lesson 4 của unit mấy các bạn nhớ không? Lesson 4 của unit 6. Alright, unit 6. So today we are going to learn lesson 5. Alright, it's skills time. And now the first activity. We are going to learn how to listen, point, and repeat. Okay, and now you have to listen on these words and then point at the word at the second time.
And then I will call you guys repeat on these words. All right? Hiểu không? Đầu tiên, các bạn sẽ có lần nghe đầu tiên đó là chỉ nghe thôi. Lần thứ hai các bạn sẽ point, chỉ vào. Lần thứ ba là cô sẽ gọi các bạn lặp lại những từ trên bảng. Và các bạn chú ý cho cô hãy nghe những cái âm đuôi thật kỹ nhá. Những cái âm đuôi nó đọc như thế nào. Đó mới chính là cái mà các bạn cần phải luyện. Ok. Now, let's get started. Listen and repeat. First. Then. Next. Finally. Every day. At the weekend. Listening 50. More times. Listen and repeat. First. Then. Next. Finally. Every day. At the weekend. Okay. Can you guys hear it clearly? Hello? Can you guys hear it clearly, guys? Yes. Okay. Rồi, thế bây giờ cô sẽ cho các bạn đọc nhá. Minh Châu sao vào muộn thế Minh Châu? Em nó quay. Rồi, các bạn nhìn lên đây cho cô. Vì hôm qua mẹ bận nên là không có thời gian để quay. Okay, các bạn nhìn lên đây cho cô. Nào, cô sẽ nhắc lại những cái từ này. Có thể các bạn chưa nghe rõ những cái âm đuôi của nó. Ok, listen. First. Nghe lại này. First. Rồi. Then. Then. Next. Next. Finally. Finally. Every day. Every day. At the weekend. At the weekend. Alright, one more times. One more times. Nghe rõ nhá. First. Then. Next. Finally. Every day. At the weekend. Nhật Minh nào? Yes. First. Then. Next. Finally, every day, at the weekend. Rồi, chú ý cho cô hai cái âm đuôi. Tắt mic đã nào, cái mic của mình sao mà cứ vang thế nhỉ? Mic của mình cứ bị vang vang ấy. Rồi, mình xem cho cô cái từ đầu tiên là từ first. Nó kết thúc bằng S và T, mình sẽ bật cho cô là sờ từ ấy nhỉ? First. First. Được chưa? First. Đó. Rồi, cái từ thứ hai, then. Then này, nhìn cô phát âm cái từ the, then, được chưa? First, then, next, finally, every day, at the weekend. Rồi, sang nào, Hà sang nào. Con cô là first, then, next, finally, every day, at the weekend. Rồi, đọc lại cho cô finally. Finally. Ok. Phong nào, Phong đọc cô nào. When you go to first, then, next, finally, every day, at the meeting. Đọc lại cho cô cái từ first và next. First, next. Con thiếu mất cái âm sờ từ ở cuối mất rồi. First, next. Đọc lại cô nào. First, next. Chính xác rồi. Minh Châu. Em đã cô là first, then, next, finally, every day, at
the weekend. Đọc lại cho cô từ finally. Finally. Ok. Rồi. Thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn về nghĩa của những từ này. First mang nghĩa là đầu tiên. Các bạn phải ghi vào vở nếu các bạn không nhớ nhé. Các bạn phải ghi vào vở cho cô. First là đầu tiên, được chưa? First có nghĩa là đầu tiên. Then là sau đó. Then là sau đó. Next là tiếp theo. Finally, cuối cùng. Every day, mỗi ngày. At the weekend, cuối tuần. Rồi cô gọi bạn nhắc lại cho cô này. Cô thấy bạn nào chưa ghi bài là cô gọi nhắc lại cho cô này. Nhớ cả rồi đúng không? Rồi Phong nào, Phong nhắc lại cho cô đi. Cô là first là đầu tiên, then là sau đó, next là tiếp theo, finally là finally là cuối cùng. Nếu cô vào cho con vào lớp ạ. Finally, finally là cuối cùng. Every day là mọi ngày. At the weekend là cuối tuần. Ok, every day là mỗi ngày nha. Rồi các bạn chú ý, bạn nào không biết nghĩa ghi lại vào cho cô. Nam Khánh vào muộn, Nam Khánh chú ý cho cô này. Cô sẽ nhắc lại nghĩa của các từ này. Đầu tiên, first có nghĩa là đầu tiên. Then có nghĩa là sau đó. Next có nghĩa là tiếp theo. Finally có nghĩa là cuối cùng. Every day có nghĩa là mỗi ngày. At the weekend có nghĩa là cuối tuần. Được chưa? Rồi, Nhật Minh nhắc lại nghĩa cho cô nào. Yes. First là đầu tiên. Then là tiếp theo. Sai rồi. Then phải là tiếp theo. Then là... Con ghi lại. Then là sau đó. First là đầu tiên. Then là sau đó. Next là tiếp theo. Là cuối cùng. Every day là mỗi ngày. At the weekend là cuối tuần. Ok. Rồi các bạn xong chưa? Các bạn xong chưa nhỉ? Yes. Rồi, ok, chúng ta tiếp tục nha. Now, exercise 2. Look at the text. Where does Ellie live? Look at the text. Where does Ellie live? Đầu tiên các bạn cứ ghi những cái từ mới vào nếu các bạn chưa xong này. Cô nói các bạn ghi chưa xong thì các bạn cứ viết mấy cái từ mới vào rồi mình sẽ dịch nghĩa sau. Còn bây giờ học tiếp cho cô đã nhá. Ghi cho hết từ mới vào đã. Không được đứa mẹ em qua đây nhá, chỉ có qua bên kia chơi. Được chưa các bạn?
Rồi bây giờ nhá, những từ mới ghi vào mình ấy sau, mình tính sau. Bây giờ này, nhìn cho cô cái câu hỏi này. Các bạn hiểu câu hỏi này đúng không? Đây là cái câu hỏi mình gặp rất là nhiều rồi. Được chưa? Người ta nói look at the text. Mình sẽ nhìn vào cái đoạn văn phía dưới. Sau đó trả lời cho câu hỏi là where does Ellie live? Bây giờ chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi này trước. Thì các bạn sẽ đọc đi. Các bạn đọc. Xem là Ellie sống ở đâu. Được chưa? Các bạn đọc bài này. Sau đấy xem Ellie sống ở đâu. Where does Ellie live? Được chưa? Đó, trả lời cho câu hỏi này nhé. Đọc bài, xong đó ai có đáp án rồi thì kêu cô. Trả lời cái câu hỏi, where does Ellie live? Nam Khánh có câu trả lời rồi ha. Ok, Nam Khánh là where does Ellie live? Ellie live on farms in the Australia. Ok, thì chúng ta sẽ trả lời là Ellie lives in Australia. Được chưa? Cái câu hỏi này thì mình sẽ trả lời là tên đất nước luôn nha các bạn. Rồi bây giờ một bạn đọc đoạn văn đầu tiên. Một bạn đọc đoạn văn đầu tiên nào. Who can? Okay, who can? Hải Phong, can you? Hình như Hà Sang giơ tay mà cô không có thấy, không có thấy được Hà Sang ấy. Hà Sang người máy tính thấp cao quá. Hải Phong nào, read the first text. Hải Phong, are you there? Con có. Okay. Yeah. Cô hỏi cái gì ạ? Lúc nãy con đi vào nhắc cho em. Read the first text. Con thưa cô là she live on Australia. She live in Australia. Cô nói đọc cái đoạn văn đầu tiên. Australia is a very big country. A lot of family live on farm. The farms are a long away from town or city. So the children don't go to school. They have lesson at home. They talk to the teacher on the internet. They are students of cyber school. Okay, cyber school. Now, the next one. Hassan, can you? The next one. Ellie 10. I live on a farm. There isn't a town for 500 kilometers. That's 6 hours in the car, so I do cyber school. I get up early every day. First, I help on the farm. Then, I watch my teachers on the internet. Next, I do my school work.
Finally, I email my work to my teacher. Some of my school friends leave. 2,000 kilometers away, but we meet every year and have a sports day together. Rồi, đợi cô một chút nha, đợi cô. Rồi, các bạn sẽ nghe người ta đọc xem này, nãy giờ các bạn sai những cái chỗ nào này. Các bạn nghe người ta đọc nhé, xem mình sai những chỗ nào nhé, sai rất là nhiều. Listen and read. Australia is a very big country. A lot of families live on farms. The farms are a long way from towns or cities, so the children don't go to school. They have lessons at home, and they talk to their teachers on the internet. They are students of the cyber school. I live on a farm. There isn't a town for 500 kilometres. That's 6 hours in the car. So I do cyber school. I get up early every day. First, I help on the farm. Then I watch my teachers on the internet. Next, I do my schoolwork. Finally, I email my work to my teacher. Some of my school friends live 2,000 kilometers away. But we meet every year and have a sports day together. Ok, được chưa? Thế bây giờ nhá, bây giờ cô cả đọc, một bạn sẽ dịch cùng cô luôn ha. Được không? Ok, nào. Wait for me. Hải Phong sao mà tắt cam ấy nhỉ? Cô để ý mấy lần rồi nhá, cứ tắt là sao ta? Rồi, bây giờ ai dịch được bài cùng với cô nào? Ai dịch được không? Teacher, may I go out? Ok. Nhật Minh nhá, Nhật Minh dịch với cô nhá, chứ Nhật Minh là ít dịch bài lắm. Nào, Nhật Minh là cô đọc câu nào xong là Nhật Minh dịch câu đó này. Cyber. Nào, nghe nhá. Australia is a very big country. Australia là một quốc gia lớn. Đúng rồi. A lot of families live on farms. Gia đình. A lot of families live on farms. Rất là nhiều gia đình này. Gia đình. Qua đó rất là nhiều gia đình sống ở nông trại. Mà nông trại là một cô có nói cô Nhật Minh có nhận định không dịch được bài bao giờ cũng vậy. Bây giờ cô nói Nhật Minh nghe này, cái phần dịch bài là cái phần quan trọng nhưng mà Nhật Minh lại không thể dịch được. Thế là nó có vấn đề rồi đó Nhật Minh nha. Không dịch được bài thì sẽ không giỏi được tiếng Anh nha. Rồi bây giờ cô đọc, còn Minh Châu dịch cho cô nhé. Cô đọc đến đâu Minh Châu dịch đến đấy.
Minh Châu cứ dịch theo cái ý mà Minh Châu hiểu. Lại nào, Australia is a very big country. Australia là một vùng đất lớn. Đúng rồi. A lot of families live on farms. Ở đó có rất nhiều gia đình sống ở trong nông trại. Đúng rồi. The farms are a long way from towns or city. Cái nông trại đó là một thành phố. Là một con đường dài từ. Đường dài. Đây này, a long way là một con đường dài từ gì đây? Từ thành phố. Đến. Từ thị trấn cho đến thành phố. Không phải. Từ thị trấn hoặc là thành phố. Được chưa? Tiếp tục này. So the children don't go to school. Và những đứa trẻ nó không đi học. So là cho nên. Cho nên những đứa trẻ nó không được đến trường, đúng không? Có nghĩa là những nông trại thì rất là xa so với thị trấn hay là thành phố. Cho nên những đứa trẻ nó không được đi học. Bởi vì xa quá mà các bạn, đúng không? Rồi tiếp tục này. They have lessons at home and they talk to their teacher on the internet. Họ có mỗi tiết ở nhà và họ nói với những thầy cô giáo ở trên internet. Đúng rồi, họ học ở nhà và họ nói chuyện, trò chuyện với thầy cô giáo ở trên internet. They are students of the cyber school. Họ là học sinh, họ là những học sinh ở trường Cyber. Ok, Cyber. Rồi, tiếp tục nào. Cô tiếp tục với cái này. Bạn nào dịch được tiếp cho cô không? Hà Sang nhá. Hà Sang nào. Ellie Tan nhá. I live on a farm. Tôi ở một nông trại ạ. Ok. There is in a town for 500 kilometers. Không có một cái thị trấn nào trong vòng 500 km trở lại đây, đúng không? Bây giờ con mới biết cái từ kilometers là km không? Ừ. Rồi, km đó, cây số đó. Có nghĩa cái câu này người ta nói là không có trong vòng 500 km đổ lại đây thì không có một cái thị trấn nào cả. Được chưa? Chờ mẹ go out. Ok. Rồi tiếp tục. That's 6 hours in the car. Bây giờ là 6 giờ. Không. Ở trong này. Cái này là phải đi 6 tiếng đồng hồ bằng xe gì? Ô tô. Tiếp tục. So I do cyber school. Nhớ cho cô cái cụm này. So I do nó cũng bằng với me too. Được chưa? Có nghĩa là gì? Tôi cũng vậy. So I do. Nó cũng bằng với me too. Có nghĩa là tôi cũng vậy. Được chưa? Rồi. Tiếp tục. I get up early every day. Hạ Sang đâu rồi? Cô là tôi đến trường. Tôi dậy sớm mỗi ngày ạ. Rồi. Tiếp tục. First, I help on the farm. Đầu tiên, tôi muốn cứu một nông trại. Help on có nghĩa là gì cơ? Mình dịch theo nghĩa tương tự thế đi. Help on. Tôi giúp đỡ một nông trại. Vẫn là giúp đỡ hả? Đợi cô tí nữa. Đợi tí nha các bạn ơi.
là quay lại nha. Cái help on này có nghĩa là ok, con có thể đi ra ngoài. Các bạn chết rồi, cái phần này quan trọng mà các bạn lại đi ra rồi. Bây giờ cô giải thích cho ai? Có nghĩa là như này, sang này, cái help on này tức là bạn ấy giúp đỡ ai đó để dọn dẹp nông trại chẳng hạn này. Đó gọi là làm những công việc ở trong nông trại ấy. Có nghĩa là bạn ấy, ví dụ nhá, bố mẹ bạn ấy làm ở nông trại đúng không? Thì buổi ngày bạn ấy sẽ giúp đỡ bố mẹ để làm ở nông trại. Đó. Thì đấy, I help on the farm. Có nghĩa là tôi làm ở trong đấy đấy. Đúng không? Đầu tiên là tôi sẽ giúp đỡ mọi người trong nông trại. Rồi sau đấy là gì? Then I watch my teachers on the internet. Sau đó thì tôi sẽ học với thầy cô ở trên mạng. Được chưa? Được chưa? Đó, rồi tiếp tục này. Next, I do my school work. Sang. Đó, im lặng anh trời. Cô là tôi làm việc. Tiếp theo, tôi làm gì? Tôi làm việc của tôi à? Tôi làm bài tập của tôi. I do my school work. Có nghĩa là bài tập ở trường chẳng hạn. Nhớ chưa? Sang này dịch kém quá sang. Rồi tiếp tục này. Finally, I email my work to my teacher. Cuối cùng, email của tôi. Cuối cùng, tôi gửi gì? Hộp, tôi gửi hộp thư gửi cho email của tôi cho thầy giáo, đúng rồi, cho thầy cô giáo, được chưa? Rồi tiếp tục này. Some of my school friends live 2,000 kilometers away. Dịch theo cách mình hiểu. Bạn của tôi ở cách trường 2,000 km. Một số người bạn của tôi thì ở cách 2,000 km lận, đúng không? Rồi tiếp tục. But we meet every year and have our sport days together. Nhưng chúng tôi mỗi ngày. Mỗi ngày đúng không? Every year là mỗi ngày hả? Và có một. Chết rồi, Hà Sang dịch như thế này là căng rồi Hà Sang ơi. But we meet every year. Nhưng mà chúng tôi gặp nhau mỗi năm. And have a sport day together. Và chúng tôi có một cái ngày chơi thể thao với nhau. Chết rồi, dịch kiểu gì đây? Nhật Minh dịch lại cho cô đoạn 1. Một là dịch từ đầu cô. Dịch đoạn 1 là dịch từ đầu chứ còn dịch đi đâu nữa. Australia là một quốc gia lớn. Các khách mời đều ở nông trại. Đọc to lên. Bình thường thì nói to lắm đến khi kêu đọc tài đọc nhỏ quá. Những đứa trẻ không được đến trường. Đọc từ đầu. Đọc đoạn văn thứ nhất là cái đoạn văn ở trên này, Nhật Minh à. Australia là một quốc gia lớn. Đọc tiếp. Nhưng các khách mời đều ở những nông trại. Nông trại. Nhiều cây còn ở tây không rất xa với thị trấn hay là thành phố. Ở đó những đứa trẻ không được đến trường. Cô thấy là chưa dịch hết đâu cho nên đừng có im lặng như thế.
con không biết ạ. Đoạn nào mà không biết? They have lessons at home. Thế mà lại không biết. Họ học những học đó ở nhà. Ôi, rất là dễ. Have lessons, các bạn đã học rồi. Học sinh lớp 4 năm nay lên lớp 5 nữa mà. Hay là Nhật Minh mới học lớp 3, Nhật Minh? Minh mới học lớp 3 đúng không? Hả? À, cô thấy chắc Nhật Minh hay là Nhật Minh 4 nữa nha. Các người chưa theo học ở nhà và giao tiếp với các thầy cô ở trên Internet. À, để con nghĩ cái câu cuối là gì? Đây là Nhật Minh đang làm rất mất thời gian của các bạn. Các bạn đã chuẩn bị còn đúng mỗi câu cuối cùng mà Nhật Minh không dịch được là bỏ tay nha. Thế là Nhật Minh là không thực sự học được. Ờ, còn câu cuối nữa có dịch cho cô không? Có. Con dịch mấy cái câu này. They are students at the cyber school. Of the cyber school. Dịch như thế nào? Ôi thôi chết rồi, they có nghĩa là gì? They có nghĩa là họ. À, có nghĩa là gì? Là students. Học sinh. Of. Họ là học sinh của trường cyber hết. Được chưa? Câu này mà Nhật Minh không dịch được là cô lấy làm lạ đấy Nhật Minh ạ. À, rõ ràng mình có thể dịch được từng từ của nó nhưng tại sao mình không thể ghép lại thành được một câu? Lý do gì? Lý do gì? Rồi. Nhật Minh nhá. Nhật Minh học lớp 3 đúng không? Không phải lớp 4 đúng không? Hả? À, mọi hôm rất là khẳng định chắc nịch là con học lớp 4 nhưng mà kiến thức này mình đã học rồi. Mình nói mình là trường, mình là học sinh của trường Sư Xá thì mình nói như nào? I am student at Sư Xá Primary School. À, bây giờ dịch cái câu they are student at the cyber school thì lại không dịch được. Chết rồi, nguy hiểm rồi. Lâu ngày không học, quên rồi. Mỗi nhà mình quên, chả ai quên đâu. Đoạn văn thứ hai. Nam Khánh dịch cho cô đoạn văn thứ hai đi Khánh ơi. Tôi sống ở một nông trại. Rồi, bắt đầu đấy. Đoạn văn hai được có một câu hả? Số 500 là tiếng Anh gì? 500 tiếng Anh là gì á hả? Bây giờ cô đang yêu cầu Nam Khánh dịch sang tiếng Việt cơ mà. Nam Khánh ơi, Nam Khánh đang dịch sang tiếng Việt. Tại sao lại hỏi cô là 500 dịch sang tiếng Anh là gì? Ồ, không dịch nữa hả? À, thế nào? Ôi ao luôn. Chắc là không biết thì mới ao chứ làm gì mà biết mà ao. Tự nhiên mạng đang bình thường thì không biết thì mới thoát ra hả? Hải Phong dịch cho cô nào. Con là cô là tôi sống ở nông trại.
Tôi thì có một con đường. Có, không có một cái thị trấn không nào. Không có một cái thị trấn nào. Trong vòng 500 km trở lại. Trong vòng 500 km trở lại. Mất bao nhiêu tiếng đồng hồ để đi xe ô tô? Mất 6 tiếng đồng hồ để đi xe ô tô. Rồi tiếp. Đâu ai đưa nói bằng cái gì? So I do, nói bằng me too. Me too. Có nghĩa là gì? Tôi, me too. Tôi cũng thế. Ừ. Tôi cũng học ở Silver School. Tôi cũng học ở Silver School. Tôi cũng học ở trường Silver. Ừ. Tôi dạy mỗi ngày. Early là muộn hay là sớm? À, con là sớm ạ. Ừ. Em mỗi ngày tôi dậy sớm mỗi ngày. Đầu tiên tôi giúp đỡ mọi người trong nông trại. Sau đó tôi xem thầy cô giáo trên internet. Rồi tiếp tục. Tiếp theo tôi lướt xuống. Tiếp theo tôi làm bài tập ở trường. Cô lướt xuống đi cô, con chưa nhìn thấy. Cô làm gì đã lướt, cô nãy giờ cô để ở dưới luôn mà. Thế thì phải share lại hả? Nam Khánh ơi, Nam Khánh không biết trả lời, nên Nam Khánh ao hả? Nam Khánh không biết trả lời cho nên Nam Khánh ao hả? Rồi bây giờ Nam Hải Phong tiếp đi nào. Đến chỗ finally rồi đây. Finally là xong. Ờ. Cuối. Cuối gì? Cuối cùng. Tiếp. Tôi gửi bài tập cho cô qua email. Tiếp tục đi. Một vài người bạn ở trường của tôi sống cách đây 2000 km. Rồi tiếp. Nhưng chúng tôi mọi năm gặp nhau. Các bạn bỏ qua cái từ này hả? Nãy giờ dịch không thấy ai dịch từ này cho cô vậy hả? Chúng tôi gặp nhau qua mỗi năm và chúng tôi chơi thể thao. Và chúng tôi chơi thể thao. Together có nghĩa là gì? Together là Cùng nhau. À, chúng tôi chơi thể thao cùng nhau. Những từ nào các bạn cảm thấy các bạn không biết từ đấy thì các bạn ghi vào vở cho cô hộ cái nhá. Những từ nào là từ mới ghi vào vở. Không ghi thì là sẽ không bao giờ biết được. Hôm sau hỏi lại không biết tự giác ra khỏi lớp.
Những từ này đã học rất là nhiều. Nhìn nhanh bài 4 cho cô. Bài 4, read again and answer the questions. Các bạn đọc qua những cái câu hỏi này cho cô, xong rồi cô sẽ lăn lên cho các bạn trả lời. Bạn nào đã có đáp án thì viết vào chat cho cô. Những bạn đang tắt cam, mời các bạn ra khỏi lớp. Nhật Minh là 1, Nam Khánh là 2. Mời các bạn ra khỏi lớp của cô cả nha. Các bạn không thể tự ra, cô sẽ cho các bạn ra. Các bạn làm những cái câu dưới, sau đấy các bạn sẽ viết vào chat để cô xem đáp án. Nãy giờ mình dịch rồi, bây giờ những câu này làm rất đơn giản. Bài này Minh Châu sẽ làm câu 2, 3, Nhật Minh câu 4, Nam Khánh 5, 6. Nhắc lại lần nữa, bài này Minh Châu sẽ làm câu 2, câu 3, Nhật Minh câu 4, Nam Khánh câu 5, câu 6. Cô lùi dịch lên đi cô. Cô vừa mới lướt lên mà. Đợi tí cô share lại. Cô vuốt lên đi cô. Lên rồi mà. Ý là cô vuốt lên một ghế để con xem lại đoạn văn. Đấy, lúc nãy dịch bài rồi ai mà để ý thì không cần phải vuốt lên nữa. Còn bây giờ cô lướt xuống đi. Đấy, thấy chưa? Không có tập trung mà phải vuốt lên vuốt xuống nửa ngày. Thì cần viết đáp án vào chat đúng không cô? Ừ, viết đáp án vào chat cho cô. Thì cần no chat thôi à? Cô viết lên đi lần nữa rồi. Cô viết lên đi. Viết lên nữa đi cô. Chắc các bạn gần nghỉ hè thế cho nên các bạn học không có tập trung đúng không? Mấy cái câu đầu tiên thì cần gì phải xem nhìn đi nhìn lại nhiều nhỉ, lúc nãy dịch ra hết rồi.
Em đang xem cái từ get up đâu ấy. Đấy, get up không để ý thì là không biết chứ sao. Get up lúc nãy cô đã phạt Hải Phong vì cái chuyện là dịch sai cái early là thành late rồi. À, get up ở đâu? Chắc lúc nãy Minh Châu... Con thích cô là con không cần làm, con cần gửi không à? Ờ, mình thích gửi, mình gửi thôi. Đấy, thấy chưa? Những bạn nào chú ý học ấy, các bạn làm rất là nhanh. Mình không chú ý học là mình không thể làm được luôn ấy. Rồi cô chữa. Bây giờ chúng ta có câu thứ hai. Did Ellie email her work? Rồi bây giờ các bạn, lúc nãy con nhớ cái câu là gì đây? Finally I email my work to my teacher. Đó, thế là chúng ta có yes thôi, được chưa? Rồi, tiếp tục câu thứ ba. Does Ellie get up late? Did Ellie get up late? Đấy thì lúc nãy cô nói với Hải Phong cái chuyện là early nó là sớm chứ không phải là late là muộn, được chưa? Cái câu này late có nghĩa là muộn này. Nhưng mà bạn này bạn nói thì I get up early every day. Thì chúng ta sẽ có là gì? No, được chưa? Rồi. Tiếp tục câu thứ tư. Các bạn xem đáp án của mấy bạn kia có đúng không cho cô cả nhá. Câu thứ tư này, do Ellie leave. Ok. Do Ellie leave close to her friends. Có nghĩa là Ellie có sống gần với những người bạn cô ấy không? Thì các bạn thấy đây, live 2000 kilometers away. Xa, 2000 km nên là xa, được chưa? Thế thì nó là no. Ok. Tiếp tục câu thứ năm, does Ellie watch her teachers on the internet? Ellie có xem những thầy cô của Ellie dạy ở trên Internet không? Có. Được chưa? Rồi. Does Ellie see her friends at the weekend? Ellie có được gặp những người bạn của cô ấy vào cuối tuần hay không? Người ta nói gì? Meet every year. Mỗi năm lận. Cho nên chúng ta sẽ có đáp án là no. Ok. Được chưa? Đáp án bạn nào sai? Đáp án đó là yes, no, no, yes, no. Check cho cô. Bạn nào sai? Không bạn nào sai đúng không? Rồi, vừa rồi mình đã làm xong cái bài. Bài lessons 5 skill time. Được chưa? Thì chúng ta có những từ mới nào các bạn nhắc lại cho cô nào. Từ từ nhìn trong cái bài này. Đó, cho gợi ý trong cái bài này. Được chưa? Rồi, có những cái từ mới nào? Nam Khánh nhắc cho cô những từ mới mà Nam Khánh vừa được học. Con ơi con, từ mới là... Không nhìn vào sách. Không nhìn vào sách. Đấy, vẫn nhìn mà. Gấp sách lại. Rồi. First. Then... Next. Nhớ được từ nào đọc từ đấy. Finally. 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 At the weekend. At the weekend. Every kilometers. Ờ, nhưng mà còn một từ nữa, every gì? Every year. Every year, every day gì cũng được. Rồi, từ gì nữa không? Có từ gì nữa không? Early là gì? Early là gì? Sớm ạ. Ờ, rồi, tiếp tục. Late là gì? Muộn. Ok.
Rồi, được rồi đó. Đó là những từ mới các bạn vừa học được. Có bạn nào nhắc lại được cho cô tiếp không? Nhật Minh nhắc lại cho cô những từ mới Nhật Minh vừa được học đi. Những từ của là friends. Theo là then. Theo là next. Nó có theo every day. Còn tiếp theo là every day. Còn tiếp theo là after weekend. Hết chưa? Chưa hết. Tôi chỉ tới after weekend thôi mà cô. Thế thì cái từ early có nghĩa là gì? Hôm nay cô từ early có nghĩa là cuối cùng á. Thấy chưa? Các bạn khác thấy có đúng không? Các bạn bất lực luôn, thấy không Nhật Minh? Early là sớm. Rồi, early là sớm. Finally mới là cuối cùng. Chết rồi. Tiếp theo cô hỏi Nhật Minh từ này nữa. Together có nghĩa là gì? Nhau à? Rồi, những từ mà Nhật Minh lúc nãy nói sai, Nhật Minh sẽ chép phạt cho cô mỗi từ 3 dòng nhá. Cô nhớ nhá, mặc dù mình mới thi xong mình nghỉ rồi, nhưng mà mình vẫn chép phạt cho cô. Bởi vì cái việc là một phần mình chỉ còn học 2 buổi tiếng Anh thôi, mà cũng không học nổi nữa. Rồi tiếp tục. Có bạn nào nói nhắc lại cho cô được những từ mới không? Hà Sang nào. Nên cô là first, then, next, finally, every day, at the quicken. Ok. Rồi. Nhớ hết rồi đúng không các bạn? Thế thì bây giờ cô nói này, chúng ta học sang cái bài mới luôn nhé. Học sang bài mới một chút luôn nhé. Nếu có gì chưa xong ngày mai mình học tiếp, được không? Rồi, đây. Chúng ta luyện nghe bài này nữa nhá. Ok là đợi tí đi mà mày cô lag mất rồi. Lesson 6. Cái máy nó lag quá. Đây là bài listening ha, các bạn chú ý vào, sau này cô sẽ cho các bạn nghe, các bạn xem qua đi. Xem qua rồi cô cho nghe này. Listening 55. Listen and write the numbers. Number 1. Do you get up early every day, Ellie? Yes, I do. I live on a farm and there's lots of work to do. What time do you get up? I get up at 6 o'clock. Number 2. Do you have breakfast with your family every morning? Yes, I do. We have breakfast before we start work. Number 3. After breakfast, I help my mum and dad on the farm. What do you do on the farm? I feed the chickens.
Number 4. Do you go to school, Ellie? No, I don't. My house is a long way from the town, so I have my lessons at home. I use the internet to talk to my teachers. Wow. Number 5. Do you go to bed early? Yes, I do. My days are very busy, so I get very tired. What time do you go to bed? I go to bed at 8 o'clock. Có muốn nghe lại không các bạn ơi? Nghe lại không? Một lần nữa nhá. Một lần cuối nhá. Cô đau bụng quá à. Rồi, nghe lại lần cuối nào. Listening 55. Listen and write the numbers. Number 1. Do you get up early every day, Ellie? Yes, I do. I live on a farm and there's lots of work to do. What time do you get up? I get up at 6 o'clock. Number 2. Do you have breakfast with your family every morning? Yes, I do. We have breakfast before we start work. Number 3. After breakfast, I help my mum and dad on the farm. What do you do on the farm? I feed the chickens. Number 4. Do you go to school, Ellie? No, I don't. My house is a long way from the town, so I have my lessons at home. I use the internet to talk to my teachers. Wow. Number 5. Do you go to bed early? Yes, I do. My days are very busy, so I get very tired. What time do you go to bed? I go to bed at 8 o'clock. Các bạn có đáp án chưa? Các bạn có đáp án chưa? Các bạn có đáp án chưa nhỉ? Yes. Rồi, ok, nào. Bạn nào có đáp án cho cô đáp án đi nào. Rồi, Hà Sang đi, Hà Sang cho cô đáp án đi. Con đồng cô là số 1 là con điền vào tranh C ạ. Ừ, 1C. Còn 2 là E. Okay, 2E. 3? 3 is A. 3A. 4? 4D. Okay, 4D. 5? 5B. Okay, 5B. Alright. Rồi, đáp án trước hết là rồi nha các bạn. Rồi, có gì ngày mai cô sẽ cho các bạn phân tích sâu vào cái bài nghe này. Còn bây giờ thì cô xin phép các bạn cái nhá, bởi vì cô...